Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ ghé qua thăm khu trung tâm thương mại Eden Center, một trong những khu chợ người Việt lớn nhất ở vùng Virginia, Washington DC và Maryland. Rất dễ nhận ra khu Eden Center từ xa vì có hai cột cờ Việt Mỹ, một cổng chào cổ truyền với hai sư tử đá hai bên và một tháp chuông đồng hồ giống như chợ Bến Thành ở Sài Gòn. Đã từ lâu, trung tâm Eden đã trở thành một trung tâm sinh hoạt văn hóa, âm nhạc và ẩm thực của cộng đồng người Việt tại thủ đô Washington DC và các tiểu bang lân cận. Đến với Eden vào ngày cuối tuần, các bạn mới thấy mức độ sầm uất nhộn nhịp của dòng người mua sắm và ăn uống tại đây. Khoảng 90% các tiệm buôn bán trong khu trung tâm thương mại Eden là của người Việt Nam, còn lại là của người gốc Á khác như là Thái Lan, Hàn Quốc. Sau nhiều lần mở rộng thêm, khu Eden hiện nay có khoảng 120 cửa hàng, đa số là các cửa hàng ăn uống, fast food, quán cà phê, boba, có một ngôi chợ thực phẩm và có các cửa hàng bán thuốc tây, thuốc bắc, các tiệm hớt tóc, tiệm vàng, v.v. Có thể nói, trung tâm thương mại Eden là nơi quy tụ sinh hoạt chính thức của hơn 50.000 người Việt sinh sống gần khu vực Washington DC, Virginia và Maryland. Ngoài ra, Eden Center hàng năm còn đón một số lượng khách người Việt rất lớn từ khắp các tiểu bang mỗi khi về đây thăm thủ đô Washington DC. Bây giờ mình sẽ lái xe đưa các bạn đi xem đường phố cũng như nhà cửa ở vùng Washington DC và các thành phố lân cận của tiểu bang Virginia. Harvard, Florida, surgery, cornea.
Đây là trường dạy kèm Tudor Smart Academy của cháu Haley tại thành phố McLean ở gần Washington DC, tiểu bang Virginia. Trường nhận dạy kèm mọi trình độ từ tiểu học, trung học và đại học do các giảng viên giỏi và bác sĩ từ các bệnh viện nổi tiếng. Còn đây là một trung tâm thương mại shopping mall rộng lớn của người Mỹ, nằm gần khu Washington DC.